Thưa quý khán giả, sáng ngày đầu tiên của năm 2023, 12 gói thầu thành phần dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2 đồng loạt khởi công. Sự kiện sẽ diễn ra cùng lúc tại 12 điểm cầu tại các tỉnh thành từ Hà Tĩnh đến Cà Mau. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự tại điểm cầu trung tâm Quảng Ngãi. Tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Bình và Hậu Giang đã 3 điểm cầu chính của lễ khởi công. Tại huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang, Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang và thành phố Cần Thơ tổ chức lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 và phát động cao điểm giải ngân vốn đầu tư công. Tin do phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang chuyển về. Dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 có tổng chiều dài gần 730 cây số, với tổng mức đầu tư toàn bộ dự án là 147.000 tỷ đồng, quy mô 4 làn xe. Dự án này được chia thành 12 dự án thành phần vận hành độc lập, trong đó đi qua khu vực Bắc Trung Bộ gồm 3 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị, với chiều dài gần 270 cây số. Đoạn khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ đi qua 4 tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên và Khánh Hòa với chiều dài hơn 350 cây số, và khu vực Tây Nam Bộ đi qua 5 tỉnh thành phố Cần Thơ, Hậu Giang, Bạc Liêu, Kiên Giang và Cà Mau với chiều dài gần 110 cây số. Với quy mô công trình rất lớn, lại triển khai trong giai đoạn phục hồi sau Covid-19, Bộ Giao thông Vận tải cho rằng những công việc triển khai cho đến nay chỉ là kết quả bước đầu. Nhiệm vụ trước mắt còn hết sức nặng nề mà các bên tham gia dự án cần phải quyết tâm thực hiện để dự án hoàn thành, đảm bảo tiến độ, chất lượng, quản lý hiệu quả nguồn vốn đầu tư, huy động đầy đủ nhân lực, máy móc, thiết bị để tập trung triển khai thi công, đảm bảo chất lượng, tiến độ, an toàn và vệ sinh môi trường, tuyệt đối tuân thủ các quy định của pháp luật, chỉ dẫn kỹ thuật của dự án, không để xảy ra tiêu cực, sai phạm. Sau khi khởi công xây dựng, theo kế hoạch, 12 dự án thành phần sẽ cơ bản hoàn thành vào năm 2025 và đưa vào khai thác vận hành từ năm 2026. Với vùng đồng bằng sông Cửu Long, các tuyến đường góp phần hoàn chỉnh mạng lưới giao thông trong khu vực, kết nối các trung tâm kinh tế, khu đô thị mới và đầu mối giao thông của các tỉnh thành, đưa vùng đất chính trồng cất cánh. Những ngày đầu năm mới 2023, trên những công trường luôn rộn ràng cho thấy khí thế mới. Hạ tầng giao thông đi trước một bước, tạo điều kiện để các ngành thương mại, dịch vụ và du lịch phát triển. Sau 2 năm bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Tết dương lịch năm nay, các hoạt động chào đón năm mới ở khắp nơi tổ chức quy mô, hoành tráng hơn. Kỳ nghỉ Tết dương lịch trong 3 ngày, thay vì đi chơi xa, những điểm vui chơi trong tỉnh Hậu Giang được nhiều gia đình ưu tiên lựa chọn, ghi nhận của phóng viên Đài. Chợ đêm Bến Thành Asher, địa điểm vui chơi mới tại thành phố Vị Thanh, tối qua thu hút hơn 1.000 lượt người đến chào đón năm mới. Hậu Giang mà được như ngày hôm nay thì cũng rất là mừng. Hậu Giang mặc dù là một cái tỉnh còn trẻ nhưng mà đã phát triển rất là tốt. Các thường có tạo cái khu chơi vui chơi này cho các em thì cảm thấy là riêng gia đình tôi được cảm thấy thích. Những cái dịp nào hoặc thỉnh thoảng trong cái cuối tuần cũng thường hay dẫn cháu đến đây để chơi. Từ 17:30, phố Hoa Ngoại Thành tại bờ kè Sà No bắt đầu nhộn nhịp. Với hơn 20 tiểu cảnh Tết Hậu Giang, con đường Hoa Mai được đầu tư thu hút nhiều bạn trẻ, gia đình đến cùng nhau lưu giữ khoảnh khắc ngày xuân. Năm nay là năm thứ 2 tôi đến đây rồi thì tôi thấy là mình rất là vui tươi, phấn khởi. Mình có thể thoải mái chụp hình, lưu giữ những khoảnh khắc cùng gia đình của mình. Thời khắc năm cũ khép lại, trời dịp để mọi người cùng nhau nhìn lại một năm đáng nhớ và hy vọng về một năm mới ấm áp, thành công, nhiều thuận lợi. Mới đây, nữ giáo sư người Việt Nguyễn Thục Nguyên trở thành nhà khoa học được xếp vào top 1% thế giới. Câu chuyện của giáo sư truyền cảm hứng cho nhiều người trẻ. Giáo sư Nguyễn Thục Nguyên sinh ra trong một gia đình nghèo, đông anh em tại thành phố Buôn Mê Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Lên 5 tuổi, giáo sư từng phải phụ gia đình làm đủ mọi việc, từ dọn dẹp nhà cửa, kiếm củi nấu cơm, đào khoai, câu cá, gánh nước. Vượt qua những khó khăn, bà đeo đuổi ước mơ nghiên cứu, hơn 3 thập kỷ cống hiến trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học,
giáo sư thuộc quyền sở hữu 7 phòng thí nghiệm riêng cho nhóm nghiên cứu. Bà cũng là một trong số ít nhà khoa học nữ 4 năm liền được vinh danh trong danh sách hơn 4.000 nhà khoa học toàn cầu, vào top 1% những nhà khoa học có nhiều trích dẫn nhất thế giới. Hẳn nhiên, trên sự nghiệp nghiên cứu đầy thành công, giáo sư Quyên cũng từng nếm trải không ít khó khăn. Đến thời điểm hiện tại, giáo sư Quyên sinh sống và làm việc tại Mỹ được hơn 30 năm. Bà vẫn giữ cái tên tiếng Việt trong các địa chỉ liên hệ, mặc dù nhiều người khuyên giáo sư nên có thêm một cái tên nước ngoài để thuận tiện hơn trong công việc. Nói về cái tên đặc biệt của mình, giáo sư tự hào. Khi qua Mỹ, nếu có một cái tên nước ngoài sẽ thuận tiện hơn, nhưng tôi vẫn giữ nguyên cái tên Việt Nam, bởi tôi là người Việt Nam. Thưa quý vị, thời điểm này, bà con Hậu Giang nói riêng, đồng bằng sông Cửu Long nói chung đang tập trung cho vụ lúa chín trong năm, vụ lúa đông xuân 2022-2023. Năm mới, bà con nông dân có nhiều ước vọng mới. Đón nghe chia sẻ của nhà nông cùng phóng viên Duy Ân qua phóng sự sau đây. Nghe em hát câu dân ca sao mượt mà, lòng anh thương quá. Tiếng ngọt ngào nào đông đưa nhớ xa xưa. Duy Ân xin kính chào quý khán giả. Quý vị thân mến, trong những ngày đầu năm dương lịch 2023 cũng đã cận kề Tết Nguyên Đán Quý Mão. Thì trong cái tiết trời se lạnh như thế này thì Duy Ân cũng đã thoảng nghe được cái mùi của mạ non giữa một cái buổi sáng tinh sương. Cánh đồng phát triển xanh tốt, hứa hẹn một mùa vàng bội thu. Chúng ta sẽ cùng chia sẻ những kỳ vọng này với ông Nguyễn Văn Thiệt, hay còn gọi là chú Út Thiệt, ở xã Vị Trung, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang. Dạ chú Út ơi. Dạ chú Thiệt ơi, vụ lúa này thì mình lựa chọn cái giống lúa nào ha chú Thiệt? Bằng giống RVT này đó. Thì cái giống RVT này nó có những cái ưu điểm gì vậy ha chú Thiệt? Nó được mùa và trúng giá đó, mà chất lượng hơn mấy giống kia. Cái vụ vừa rồi á chú, mình bán có được giá không chú, và lời lãi ra sao hả chú Thiệt? Vụ rồi được 7 triệu, lời lãi cũng được 5 triệu. Chú Thiệt ơi, thì nhân dịp đầu năm mới như thế này nè, thì con cũng rất là mong chú chia sẻ với con, cũng giống như là bà con nông dân, quý khán giả đang xem truyền hình nè, những cái mong ước cũng như là cái kỳ vọng của chú vào những cái ngày đầu năm như thế này là chú Thiệt. Tôi cũng mong ước là năm mới lúa mà được trúng mùa, trúng giá, tôi cũng vui, mừng, có tiền nhà được vui vẻ lắm. Dạ, con cảm ơn chú Thiệt. Con cũng chúc cho chú năm nay mình sẽ được mưa thuận gió hòa, cũng như là trúng mùa được giá. Thưa quý khán giả, sau 2 năm dịch bệnh, đồng bằng sông Cửu Long nói chung, tỉnh Hậu Giang nói riêng đang nỗ lực phục hồi phát triển kinh tế. Trong đó, nông nghiệp được xem là năm có nhiều điểm sáng. Thương hiệu lúa gạo Việt Nam ngày càng được nâng cao trên thị trường quốc tế. Đây là động lực, là kỳ vọng để người nông dân miền Tây tạo ra hạt lúa gạo chất lượng, vươn cao, vươn xa hơn nữa, đem lại lợi nhuận ngày càng cao hơn.